Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa các quý Phật tử theo dõi trực tiếp trên kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay, kênh YouTube Thích Nhật Từ Official và kênh Facebook Thích Nhật Từ. Xin gửi lời chào an lành đến tất cả các thành viên đang theo dõi trực tuyến trong buổi giao lưu chia sẻ vấn đáp Phật pháp tối hôm nay. Chúc tất cả được an lành, tinh tấn và có nhiều tiến bộ trong tu học. Câu hỏi của Trọng Minh: xin Thầy giải thích cho con hiểu các khái niệm hồn, vía, phách khác nhau như thế nào và tâm, ý khác nhau ra sao. Ba khái niệm hồn, vía và phách đó tồn tại trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam khá lâu và không phản ánh đúng với triết lý của Đức Phật về tâm, ý và thức. Hồn là khái niệm chỉ cho tâm của con người sau khi đã chết, và con người chỉ tồn tại dưới hình thức tâm thức. Vía và phách cũng được sử dụng trong một số ngữ cảnh có nội dung tương đương. Đạo Phật cho rằng tâm là một thực thể tồn tại trong mối quan hệ tương tác với thân. Tâm không thể tồn tại độc lập ngoài thân, và do đó là người tu học Phật chúng ta không nên sử dụng các khái niệm hồn, vía và phách. Khoảng 100 năm trở lại đây đó, thì tại Việt Nam có thói quen sử dụng chữ vía Phật để chỉ cho lễ kỷ niệm Đức Phật. Và cái khái niệm vía trong vía Phật đó là ảnh hưởng từ tín ngưỡng dân gian tại Việt Nam như tôi vừa nói, vốn không đúng với chủ trương của Đức Phật và Đạo Phật. Cho nên tôi đề nghị quý tăng ni và Phật tử đó đừng bao giờ dùng khái niệm vía Phật nữa, mà hãy là lễ kỷ niệm hoặc là lễ tưởng niệm Đức Phật. Ví dụ như ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 âm lịch, thay vì nói là ngày vía Bồ Tát Quan Âm thì chúng ta đổi lại là ngày kỷ niệm Bồ Tát Quan Âm đản sinh, thành đạo và nhập Niết Bàn. Tương tự ngày rằm tháng 4 âm lịch nên gọi là ngày kỷ niệm tam hợp, tưởng niệm ba sự kiện đản sinh, thành đạo, nhập Niết Bàn của Phật Thích Ca, thay vì ngày vía Phật Thích Ca. Tâm, ý và thức là ba khái niệm được Đức Phật sử dụng trong kinh điển Pali, kinh điển Sanskrit, chỉ cho ba tính năng của tổng thể tâm vốn tương tác với thân thể để tạo ra sự sống của con người đang khi còn sống. Để hiểu một cách nôm na đó, chúng ta chỉ cần nhớ khi nói đến tính chủ động đạo diễn cho các hành vi, lời nói, việc làm thì người ta gọi đó là tâm,
chứ không gọi là ý, mà cũng không gọi là thức. Khi nói về các nhãn thức giác quan, tác động từ ý thức hoặc là phối hợp từ ý thức với các giác quan còn lại thì gọi đó là thức. Ví dụ như chúng ta có nhãn thức tương đương với thị giác, nhĩ thức tương đương với thính giác, tỷ thức tương đương với khứu giác, vị thức tương đương với vị giác, và thân thức tương đương với xúc giác. Khi nói về các hoạt động ở bên trong của tâm ý thì kinh điển thỉnh thoảng sử dụng khái niệm đó là ý. Dù dùng tâm ý hay thức thì chỉ chung cho cái tổng thể nhận thức hay là cái chủ thể nhận thức của mỗi con người và các loài động vật có tình thức. Kinh Độ Lăng Nghiêm đưa ra một ảnh dụ rất là sâu sắc. Một căn nhà có một cửa cái, hai cửa phụ và năm cửa sổ. Mỗi một cánh cửa dùng một cái loại kiến màu khác nhau. Về đêm á, thắp lửa ở trong căn nhà. Nếu quan sát từ ngoài căn nhà đó, chúng ta sẽ thấy có 8 màu cửa khác nhau. Và chúng ta có thể suy luận rằng là ở trong ngôi nhà đó có 8 loại màu lửa, mà thực tế chỉ có một thôi. Cửa cái tượng trưng cho thức Alaya, thức kho tàng, thức nền tảng, thức căn bản. Hai cửa phụ tượng trưng cho ý thức, và thức mặt na tức là ý niệm về sự chấp ngã, ngã sở hữu và ngã tự thân. Năm cái cửa sổ thì tượng trưng cho năm giác quan. Cánh cửa sổ là phụ, cửa cái là quan trọng nhất của một căn nhà. Thức Alaya được gọi là thức kho tàng. Theo đó, các hạt giống, thói quen, tư duy, lối sống, phong tục, tập quán, biệt nghiệp, cộng nghiệp của mỗi con người sau khi được thể hiện không mất đi, và sau khi chết cũng không mất đi, tồn tại dưới dạng năng lượng và tạo thành thói quen của mỗi con người. Như vậy khi Đức Phật phân tích ra tâm ý thức, và thức thì chia làm 6 loại, 5 thức giác quan và ý thức, để chỉ cho chúng ta thấy rất rõ muốn trở thành thánh nhân, việc đầu tiên và quan trọng là làm chủ cõi tâm. Vì tâm là đạo diễn, tâm làm chủ, tâm đi đầu, tâm chủ đạo. Khi làm chủ được tâm, chúng ta thấy được chánh niệm, tỉnh thức, bây giờ tại đây, an vui, tự tại, hạnh phúc, thảnh thơi. Và theo đó làm chủ được các phản ứng giác quan. Theo đó tiếp tục làm chủ được lối sống và hành vi của con người, hay nói cách khác là làm chủ được cuộc sống này. Câu hỏi của Sang Trần: xin hỏi, lời dạy nổi tiếng của Đức Phật, chánh pháp còn phải buông bỏ, con không hiểu ý nghĩa của câu này, xin thầy giải thích cho. Nguyên văn của câu này đầy đủ gồm có 2 vế như sau: này các đệ tử, chánh pháp còn phải buông bỏ, huống hồ là phi pháp. Nếu chúng ta bỏ vế thứ hai đi đó thì dễ dàng hiểu sai ngữ nghĩa của vế đầu, và hậu quả phát sinh có thể có một cách tiêu cực.
Ở với thứ hai đó thì chúng ta thấy rất là rõ, đứng từ phương diện đạo đức và luật pháp thì tất cả những gì thuộc về nhóm phi pháp, Đức Phật dạy chúng ta đó phải nỗ lực dưới ba cách phòng phi, tức là ngăn chặn những điều sái quấy khi nó còn là cái mầm mống thôi, mới cái tượng hình thôi, mới bắt đầu nhóm gộp là thành nguyên nhân thôi. Thứ hai đó là chỉ ác, tức là kết thúc những điều xấu ác, trái đạo đức, ngược lương tâm, vi phạm luật pháp nếu đã lỡ hoặc là cố tình làm việc đó rồi. Và thứ ba đó, chuyển nghiệp, tức là nỗ lực gieo trồng các hạt giống thiện đối lập để kết thúc những hành động xấu trong quá khứ. Thì như vậy, cái gì gọi là phi pháp, tức là phi luật pháp, phi đạo đức, phi lương tâm, người tu học Phật dứt khoát phải nói không. Dầu có lợi nhuận cao, lợi ích lớn, dẫn đến sự giàu sang phú quý vinh hoa, người tu học Phật thấy rõ, chúng ta có thể qua mặt luật pháp nhưng không thể qua mặt luật nhân quả, cho nên thà chậm vào một chút, giảm một chút để an toàn. Khi tu tập đạt được trình độ đạo đức, tức là không bị dướng dính vào sự phi pháp, thì chúng ta thỉnh thoảng bị rơi vào chủ nghĩa chấp vào thành quả, dẫn đến thái độ cao ngạo, tự hào, tự đại, chỉ có một mình tôi tu, một mình tôi giỏi, tôi xuất sắc, tôi vượt trội, những người khác không ra gì. Và từ những cái thành công nho nhỏ đó là vướng dính vào những cái tệ hại hơn, đó là chấp ngã sở hữu, chấp ngã thành quả, cao ngạo, tự hào, tự đại, tự kiêu, tự đắc. Nghiệp chướng bắt đầu nó phát sinh từ những cái thái độ tâm lý tiêu cực nêu trên. Do đó khi mình tu ở một trình độ cao, một mặt là không chấp vào thành quả đạt được, mặt khác phải thấy rõ những gì mà chúng ta nỗ lực về cái thiện và đạt được đó chỉ là cái công cụ chứ không phải là cái cứu cánh trong tự thân. Xin thêm một ví dụ. Nương vào một chiếc thuyền, du khách có thể đi từ bờ bên này đến được bờ bên kia. Như vậy, chiếc thuyền là công cụ rất quan trọng, vì thiếu nó, du khách có thể chết đuối nếu tự bơi. Có thể không được đến bờ bên kia vì không có cách. Nhưng mà sau khi đến bờ bên kia rồi đó, chúng ta có thể có những cái tình huống ứng xử. Có người đó biết ơn chiếc thuyền đã cứu mạng mình, cho nên đội chiếc thuyền lên đầu, đặt chiếc thuyền lên bàn thờ, cúng, lễ bái, cầu nguyện, khấn vái, tạc dạ, ghi công. Đó là hành động biết ơn một cách ngớ ngẩn. Phần thứ hai, biết ơn chiếc thuyền và nghĩ đến những người ở bên kia sông, họ cũng lặn lụt khổ sở như chúng ta trước đây, cho nên thay vì vứt bỏ chiếc thuyền một cách uổng ích, các du khách khi đã qua rồi bên kia đó, với tình thương và tính trách nhiệm đã thả chiếc thuyền về trở lại bờ xuất phát để tiếp tục cứu giúp những người khác, tức là tiếp tục làm cho chiếc thuyền phát huy được tính năng chuyên chở và đưa đón.
Phần thứ ba, bên cạnh cái việc thả chiếc thuyền đó về bên bờ kia, thì người có tấm lòng và hiểu biết đó còn vẽ ra cái cách thức chèo như thế nào, và nhất là khi bị gặp sóng to gió lớn thì phải làm gì để được bình an, và khi qua được bên bờ đó thì làm thế nào để trả chiếc thuyền lại ở bờ xuất phát. Thì chiếc thuyền đó được xem là chánh pháp, tượng trưng cho chánh pháp. Cho nên đưa vào chiếc thuyền để qua được bờ bên kia, tượng trưng cho an lạc, hạnh phúc, giác ngộ, giải thoát. Thì cái công việc của hành giả khi tu chứng đắc rồi đó, không nên chấp vào chiếc thuyền, không đội chiếc thuyền lên đầu thờ cúng chiếc thuyền. Và khái niệm chánh pháp buông bỏ là hiểu theo nghĩa đó, chứ không phải là gì, không cần đến chánh pháp, vứt bỏ đạo đức, vứt bỏ chân lý, vứt bỏ các giá trị, thì người đó trở thành gì? Người ngông cuồng và điên. Câu hỏi của Khôi Lê. Thưa Thầy, thiểu dục tri túc là gì? Là Phật tử phải ứng dụng thiểu dục tri túc như thế nào được xem là đúng trong xã hội hiện nay? Theo ngữ nghĩa đó, thiểu dục là ít muốn, tri túc là biết đủ. Thì biết đủ có thể dịch nôm na trong ngôn ngữ hiện đại là gì? Hài lòng. Sau khi mình đã nỗ lực hết tất cả những gì cần thiết nhất, phương pháp đúng nhất, kiên trì nhất, tinh tấn nhất rồi, thì kết quả như thế nào chúng ta quan nghĩ đón nhận như thế đó, thì sự hài lòng biết đủ đó đó khác và vượt lên trên thái độ an phận thủ thường mà vốn là gì? Lười biếng và chấp nhận số phận ăn bài. Còn thiểu dục có thể hiểu nôm na trong hiện đại là gì? Không tham vọng nhiều, không kỳ vọng nhiều. Thế bởi vì người tu học Phật đó phải dựa vào quy luật nhân, duyên và quả. Muốn đủ thứ hết mà không làm gì hết thì chỉ dẫn đến thất vọng. Tham vọng quá nhiều mà năng lực không có thì dẫn đến tình trạng là trèo cao, té đao. Cho nên thay vì mơ tưởng có 1.000 con gà con, thì chỉ cần nỗ lực làm thế nào để có được 1.000 quả trứng gà có trống và ấp đúng cách. Không cần phải mơ tưởng gì hết á. Sau quá trình bao nhiêu ngày nhất định, các quả trứng bên trong á hình thành ra các cô gà và chú gà con. Đủ 5 tháng ngày giờ thì cái chú gà đó mổ bằng cái mỏ của mình, chụp thủng cái vỏ gà để chui ra bên ngoài, để trở thành là các cô gà và chú gà. Khi mình hiểu nôm na thiểu dục là không tham vọng sai hay là tham vọng quá nhiều, hài lòng biết đủ với những gì mình nỗ lực đúng phương pháp để khỏi phải thất vọng, thì với tư cách là người tại gia đó, chúng ta sẽ nỗ lực hết mình trong đầu tư, lập nghiệp, bất cứ cái gì mà chúng ta muốn, chúng ta phải nỗ lực đúng phương pháp. Còn tham vọng đó, muốn được thành tựu thì phải đặt trên nền tảng của nhân, duyên và quả, chứ không thể tự do duy lý được. Duy lý quá nhiều thì không thành công được. Tưởng tượng quá nhiều mà thiếu tính hiện thực thì cũng không thể thành công được. Thì bằng thái độ thiếu dục tri túc ấy, thì quý vị sẽ hài lòng biết đủ với vợ chồng hợp pháp, không ngoại tình. Hài lòng biết đủ với tiền lương ấy, thì chúng ta sẽ không leo thang, chạy đua thời trang, mẫu mã, hàng hiệu. Nhờ đó dành dụm được tiền, sau này có thể xây nhà, có một đời sống bền vững trong tương lai.
Và chỉ cần áp dụng đơn giản như thế thôi cũng đã góp phần mang lại hạnh phúc cho chúng ta nè. Câu hỏi của Phương Nguyên. Số SIM điện thoại của mỗi người có nói lên được sự tốt và xấu đối với người đó hay sao hay không? Như vậy có cần thiết phải chọn các số SIM điện thoại mà tới đó biểu từ con số mang lại lợi cho mình? Câu trả lời: không cần thiết, vì như thế là mê tín. Những người tin vào bói toán con số đấy thì cho rằng là mỗi một con số nó có một biểu tượng, và các cái biểu tượng đó nó ứng với năm sanh của mỗi người. Và theo cái cách tính đó đó thì các thầy bói mê tín loại này đó sẽ khích lệ những người làm kinh doanh nên mua các cái SIM điện thoại mà mấy cái số đuôi đó nó phải là con số nhất định nào đó. Được như vậy đó thì ăn nên làm ra, mua may bán đất, hạnh phúc bình an, sức khỏe tuổi thọ, vân vân và vân vân. Còn làm ngược là như thế thì gặp nhiều rủi ro và tặc ách, cho đó hoàn toàn không có cơ sở nhân quả, cơ sở khoa học. Người tu học Phật á, hãy nên từ bỏ và khuyên mọi người từ bỏ các niềm tin vớ vẩn đó. Từ lúc tôi về Việt Nam năm 2002 đến nay là 18 năm, tôi sử dụng số điện thoại duy nhất thôi, mà con số này không đẹp, khó nhớ: 0908 153 160. Những gì tôi nỗ lực, tôi phần lớn đã đạt được những thành tựu nhờ phương pháp đúng, kiên trì đúng, nỗ lực đúng, và có được các cộng sự trung thành, nhiệt tình, có các Phật tử đồng hành, hy sinh, đóng góp, vô ngã, vị tha. Cái đó Đức Phật gọi là những thuận duyên, tăng thượng duyên. Rồi vô đẳng đẳng gián duyên mà tạo ra, chứ không phải các con số tạo ra. Cho nên tu học Phật chúng ta nên bỏ hết tất cả những niềm tin mê tín thì sẽ sống một cách an lành và hạnh phúc. Câu hỏi của Hoài Thịnh Võ. Đạo Phật hướng đến phá ngã, phá chấp. Vậy tại sao Đức Phật lúc mới sinh ra lại nói thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian, sanh lão bệnh tử? Điều này có được xem là thể hiện bản ngã lúc sơ sinh hay không? Câu nói của Đức Phật được ghi nhận trong kinh đó là thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử, ư kim tận hỷ, có đủ trong nguyên bản Pali, kinh Trường Bộ và các bản dịch A Hàm tương đương. Dịch sát nghĩa là trên trời, dưới đất, tôi là số một trong vô số kiếp, đây là kiếp cuối. Các tổ sư Ấn Độ đó đã phương tiện gắn câu nói đanh thép đó vào miệng Đức Phật và cho rằng là Ngài đã tuyên bố khi Ngài mới được sơ sinh trong tư thế đứng tại vườn Lâm Tỳ Ni, nay là nước Nepal.
đi bốn hướng, mỗi hướng 7 bước, sau đó đứng lại, tay chỉ trời, tay chỏ đất, nói câu nêu trên. Thì thực tế đó, chúng ta nên hiểu người Ấn Độ có thói quen nói một cách biểu tượng và triết lý, chứ không thích nói quạch toẹt. Thay vì nói là về sau này những bước chân đi của Đức Phật vào đời đó mở ra tuệ giác, vì hoa sen tượng trưng trí tuệ, thì ta nói là Đức Phật sinh ra đó đi mỗi bước có hoa sen năng gót. Thực ra hoa sen nào mà đỡ được thân thể của Đức Phật? Hoa sen không thể mọc ở trên đất được. Đang khi vừa lâm tỳ ni nơi Đức Phật được sinh đó là đất, chứ không phải là sinh lầy nơi mà hoa sen sinh ra tồn tại và phát triển đâu. Hay nói cái khác là sự ca ngợi tôn kính Đức Phật của tăng ni và Phật tử đã làm cho họ dựa vào văn hóa của Ấn Độ, thay vì nó quạch toẹt giá trị tuệ giác Đức Phật dược rồi như thế, thì ta nói rằng là lúc Đức Phật sinh ra có những biểu hiện mà người thường không có. Và đây cũng là cách phương tiện để giúp cho quần chúng chưa có niềm tin với Đức Phật đó, thấy Đức Phật siêu tuyệt lúc mới sinh ra, nên dễ dàng nương vào Đức Phật và tu tập. Một trong những giá trị cốt lõi từ sự tu tập của Đạo Phật đó là giúp cho tâm trở nên vô ngã. Ở phương diện tâm lý, không cống cao, không ngã mạn, không tự hào, không tự đắc, không chấp ngã sở hữu, không chấp mọi sự vật trên đời. Tức là thoát khỏi ba hình thái: cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã tôi. Nhờ đó người tu đã thoát khỏi mọi vướng dính. Cho nên không nên xem đó là câu nói thật của Đức Phật lúc Ngài mới sinh ra, vì Đức Phật là một người rất là chân thành, khiêm tốn, giản dị, bình dân, nhưng mà rất là đáng kính, đáng nể. Và bằng cái phong thái đặc biệt đó, Đức Phật đã độ được 8 vị vua trên tổng số 16 vua, hàng trăm quan văn, quan võ, hàng vạn đạo sĩ, hàng triệu tín đồ của đạo Bà La Môn, nay gọi là đạo Ấn Độ, lần lượt tình nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật. Câu hỏi của Nguyễn Thời Tinh: con xin hỏi sự khác nhau giữa khái niệm sa môn và tỳ kheo là gì? Tỳ kheo là cách đọc trại âm của người miền Nam, đọc theo âm chuẩn của miền Bắc là tỳ khu, chỉ cho tu sĩ nam đã tiếp nhận giới luật chính thức làm thầy. Và bên người nữ thì có khái niệm tỳ kheo ni hay là tỳ khu ni, chỉ cho người đã chính thức tiếp nhận giới để trở thành sư cô. Theo luật tứ phần, còn gọi là luật đàm vô đích, thì vị được gọi là tỳ kheo phải tiếp nhận 250 điều đạo đức, và vị được gọi là tỳ kheo ni phải tiếp nhận 348 điều đạo đức. Nói chung á, đây là hai khái niệm tỳ kheo và tỳ kheo ni, chỉ cho đại đức và sư cô theo ngôn ngữ của giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay. Nội dung na đó là thầy và sư cô. Khái niệm sa môn đó là phiên âm của chữ samana trong tiếng Bali và samant ở trong tiếng Sanskrit, có nghĩa là các đạo sĩ vô thần, không tin sự sáng thế của Thượng Đế, sự chủ quản nghề nghiệp của các thần linh.
Thì tại Ấn Độ vào thời Đức Phật đó, khái niệm Sa môn để chỉ cho Đức Phật Thích Ca, các đệ tử xuất gia của Ngài, cũng như các đạo sĩ đạo Kỳ Đa và các đạo sĩ theo đạo Duy Vật. Thì ba nhóm tôn giáo vô thần này đó đều giống nhau ở chỗ là phủ định sự hiện hữu của Thượng Đế. Nhà đạo Phật là nổi trội nhất trong các tôn giáo vô thần. Do đó thời Đức Phật đó, thì các tu sĩ khi mà được gọi hoặc xưng hô trong đối thoại tôn giáo và đối thoại triết học thì ta gọi là Sa môn. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca ta gọi là Sa môn Gotama. Gotama là họ Đức Phật, gọi là Sa môn Thích Ca, tên nước của Đức Phật. Tu sĩ vô thần có họ là Gotama, gọi là tu sĩ vô thần xuất thân từ nước Sakya. Và tương tự ở tại Việt Nam và Trung Hoa, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, thì khi mà dùng chữ Sa môn á thì chúng ta hiểu đó là gì? Thầy tu đã chính thức tiếp nhận giới tỳ khu để trở thành thầy, và tỳ khu ni để trở thành sư cô. Ví dụ như khi tôi dịch và biên tập quyển Kinh Phật cho người tại gia đó, thì tôi ghi ở ngoài bìa sách đó, Sa môn Thích Nhật Từ. Nếu mà dịch nôm na là gì? Đạo sĩ vô thần Thích Nhật Từ. Còn nếu mình ghi là tỳ khu hay là tỳ kheo Thích Nhật Từ, thì hiểu nôm na là thầy tu Thích Nhật Từ. Đây là từ tu Phật giáo, đã chính thức làm thầy. Nhưng tại Việt Nam nó có một cái mặc định không thành văn, đó là những bậc từ thượng tọa trở lên, mà phần lớn là hòa thượng, thì lại thỉnh thoảng dùng khái niệm sa môn, chứ không dùng những cái khái niệm tỳ khu hay là tỳ khu ni, hoặc là các khái niệm danh xưng hành chánh như là đại đức dành cho các thầy đã thọ giới tỳ khu từ hạ thứ nhất cho đến hạ thứ 25. Thượng tọa thì dùng cho những vị đã thọ giới tỳ khu hạ từ 26 cho đến 40. Và những vị được gọi là hòa thượng là gồm hạ từ 41 cho đến lúc qua đời. Thì đó là cái cách để tránh cái danh xưng hành chánh giáo hội, mà chỉ dùng tỳ khu đi, đó là thầy tu Phật giáo, đơn giản vậy thôi. Và nói tóm lại, chữ sa môn hiểu nôm na đạo sĩ vô thần hay là tu sĩ vô thần, không chỉ riêng cho các thầy tu Phật giáo, mà bao gồm các thầy tu đạo Kỳ Na, các thầy tu đạo vô thần cổ đại của Ấn Độ. Còn chữ tỳ khu ni chỉ có trong đạo Phật và đạo Kỳ Na thôi, còn trong đạo vô thần cổ đại Ấn Độ hoàn toàn không có. Câu hỏi của Liên Oanh: vì sao cứ thấy cảnh khổ là con bị phiền não, làm sao để được an lạc? Đó vì mình thiếu tu, thiếu làm chủ cảm xúc, thiếu làm chủ hành vi. Nên để vượt qua cái trạng thái mít ước này đó, thì chúng ta cần phải thực tập. Thứ nhất, không nên cường điệu quá, quan trọng quá, nghiêm trọng quá, khuếch đại hóa các nỗi khổ niềm đau mà mình đang chịu đựng hoặc người thân của mình được mình chứng kiến. Tức là bình thường quá đi. Thứ hai, tin rằng tôi đủ năng lực để vượt qua các trở ngại và thử thách này. Thứ ba, thường tập cười với thái độ hoan hỷ, tự tin
lạc quan, năng động, yêu đời. Thứ tư, không nên kể lể than vãn các nỗi khổ niềm đau với người khác, hoặc là hồi ức lại các cái chuyện khổ sầu bi u não đã qua, cũng đừng nên lo lắng căng thẳng về những chuyện chưa tới. Nếu cần thiết thì nhờ những người chuyên môn tư vấn cho mình cách thức đối phó và vượt qua các vấn nạn. Và cuối cùng đó, quý vị có thể liên tưởng đến cái hình ảnh đảo ở biển khơi, sóng dập gió dồi, gió dồn, nhưng mà đảo vẫn sừng sững hiên ngang. Hoặc là các núi Thái Sơn cao vời vợi, hay những ngọn núi như là Yên Tử của Việt Nam, dãy núi Trường Sơn, vân vân, là thách đố với thời gian. Chúng ta cứ liên tưởng tôi là núi, tôi có bản lĩnh như núi, chắc chắn như là kim cương, có giá trị như là vàng. Do đó đó, cái thái độ tích cực và tư duy tích cực này giúp cho chúng ta đó sẽ không bị tiếp tục mít ướt về cảm xúc trước các nỗi khổ và niềm đau. Câu hỏi của học viên Thái An: làm sao để độ đời và độ người trong khi mình chưa tự độ được? Mong thầy cho lời khuyên. Chưa độ được bản thân không có nghĩa là không độ được tha nhân. Về tinh thần Bồ Tát của Đạo Phật Đại Thừa đó, có khuynh hướng khích lệ chúng ta nhập thế trên nền tảng từ bi và không chờ bản thân mình đạt được giác ngộ mới bắt đầu nỗ lực độ sinh. Cái này nó cũng giống như tình trạng các bạn học lớp 9, nghĩa là vẫn chưa là cái gì hết trong cái quá trình học so với cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, hậu tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư, các khoa học gia. Nhưng học sinh lớp 9 đó, có thể đủ kiến thức để dạy một số môn chuyên môn của mình cho các học sinh lớp 8, lớp 7, lớp 6, lớp 5, lớp 4, lớp 3, lớp 2, lớp 1. Tương tự, cử nhân đại học năm thứ nhất có thể dạy kèm cho các học sinh 10, 11, 12. Nghĩa là mình vẫn chưa đạt được thành quả học cuối cùng mà vẫn có thể giúp ích cho người khác. Cái đó là nó giống như là chưa tự độ mình trọn vẹn nhưng mình vẫn độ người khác ở một mức độ tương đối. Đó là tinh thần Bồ Tát. Tuy nhiên, đừng nên quá cường điệu vai trò độ sinh của mình đang khi mình chưa thật sự có năng lực. Ví dụ như mình không biết bơi mà cứ quan tưởng rằng là mình độ được những người đang chết chìm, thì hai người mà bám víu nhau ở dưới con nước đó thì dẫn đến tình trạng là cả hai sẽ chết sớm. Do đó Đạo Phật luôn luôn dạy tự lệ và lệ tha, tự độ và độ tha. Tức là bên cạnh việc làm lễ cho mình cũng phải mở tâm từ bi để lễ cho người. Đang lúc độ cho mình thì cũng phải nghĩ đến việc đó, cứu độ cho người. Và đồng thời Đức Phật cũng nhắc chúng ta không nên quá cao ngạo, ỷ lại. Dầu lệ người bao nhiêu, đừng quên phần tự lệ. Đó là Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú. Nên là mình phụng sự tha nhân không mà không lo lễ cho bản thân mình đó, thì đến lúc mà mình ngã bệnh, gặp trở ngại đó, nhiều người rất là ích kỷ, ta xoay lưng với các bạn. Thậm chí là ta lợi dụng vào tình huống đó, dẫn đến cái tình trạng dậu đổ bìm leo. Khi hết giá trị siêu người, ta vắt bỏ các bạn đi một cách không thương tiếc. Cho nên phải nỗ lực đồng hành giữa tự lệ và lệ tha
tự độ và độ tha. Đó là tinh thần Phật dạy trong kinh điển Đại Thừa. Câu hỏi của Bùi Văn Thinh hay Bùi Văn Thịnh. Thưa Thầy, nếu người chết sẽ tái sinh sau 10 tháng, thì trường hợp chết hàng trăm năm, chết hàng trăm ngàn do sóng thần thì tái sinh ra sao? 10 tháng sau, đã có thống kê trẻ em tăng đột biến không? Thực tế trong thời gian hòa bình đó, thì số lượng sinh nhiều hơn số lượng chết. Tổng hợp tất cả các số lượng chết do bệnh, chết do tai nạn giao thông, chết do rớt máy bay, chết do chìm xuồng, chết do cháy nhà, chết do ngộ độc thực phẩm, chết trong chiến tranh, và bây giờ thì chết bởi đại dịch COVID-19. Gộp hết toàn bộ số lượng chết đó trong cùng một thời điểm, đôi lúc ít hơn tổng số người được sinh ra. Thì khi có sóng thần lớn, có thể chết đến vài chục ngàn người cùng một lúc. Thì đến bây giờ đó cũng không có ai tổng kết và thống kê trên quả địa cầu này đó, cái số lượng sinh ra có nhiều hơn không? Thì chắc chắn là nhiều hơn. Vì dân số con người ngày càng gia tăng chứ không có giảm. Cho nên chúng ta đừng có quá quan tâm đến cái con số chuẩn xác, vì không có ai làm những cái thống kê đó. Vấn đề quan trọng đó, là chúng ta phải tin rằng đó, chết không phải là dấu chấm cuối cùng. Và con người sau khi chết đều phải tái sinh. Còn số lượng trẻ em tăng đột biến như đã nói đó, là do con người chết là một phần. Phần thứ hai đó là ở các quả địa cầu khác có một số con người đó có mẫu số nghiệp tương đương với quả địa cầu của chúng ta, lại thích mạo hiểm đi gì khám phá thế giới cho này chỗ nọ đó, thì khi mà mẫu số tương thích về nghiệp như vậy đó, có thể làm cho họ tái sanh ở kiếp này, ở quả địa cầu này. Ngoài ra đó thì cũng còn có những trường hợp các loài động vật như là loài cá heo, loài kỹ vượng, loài chó và những con động vật thú dữ phục vụ cho những rạp xiếc thì nó tiến bộ ý thức hơn các đồng loại còn lại. Thì sau khi chết đó, thì số đó đó đủ cơ hội và có cơ hội tái sinh làm người. Đó là cái quy luật bảo toàn năng lượng giữa cái tổng số chết và sinh trên toàn vũ trụ. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ tính ở trong một quốc gia thì nó không chuẩn. Nhiều khi ở quốc gia A số lượng chết thì nhiều mà sinh ra ít. Ví dụ như giờ ở tại mấy nước đang có chiến tranh đi, chết hàng ngày, nhưng mà nhiều người phương Tây ta đâu thích sinh đâu, các chị em phụ nữ không muốn sinh con. Tính như thế thì nó khó ra cái xác suất đúng đó, tổng thể trên một quả địa cầu. Rồi cái tương tác giữa quả địa cầu này với những quả địa cầu khác, giữa con người với các loại động vật mà cái phát triển ý thức của đó cao gần bằng được con người, thì tổng số chết và tái sinh đó chắc chắn là được bảo toàn. Câu hỏi của Trọng Minh. Có người bảo kiểm soát ái dục bằng cách khi nhìn người nữ đẹp thì khởi tâm người đó già chết rồi ăn xác, nói chung là các hình ảnh xấu xí, như vậy có đúng không? Thì đây là một cách tu.
Nhưng mà cách tu đó, đối với một số người có hiệu quả, đối với số khác thì không. Tại vì giữa cái mình tưởng tượng và cái mình thấy nó khác nhau. Thí dụ như một người nam thấy một hoa hậu, á hậu, người mẫu, các diễn viên, các nghệ sĩ đẹp người, đẹp dáng, hoặc là những người nữ thấy nam dương, rồi á vương, rồi những người mẫu, rồi thời trang, rồi các diễn viên, điển trai, cơ thể 6 múi đến 8 múi, thì chắc chắn là cái thu hút về thiện cảm và dẫn đến cái tình thương và tình yêu nó sẽ có thể xảy ra. Nhưng mà ngay từ thời điểm đó mà mình quán tưởng rằng là cái thân thể đẹp đẽ đó là cái xác chết có dồi ăn rồi thối rã, các loài động vật là cấu xé, không thiết thực và nó cũng không giải quyết được. Bởi vì cái thu hút giới tính đó nó bắt đầu từ con mắt, tương tác với cái nhận thức của tâm. Đặc biệt cái tưởng tượng á, từ cái thời điểm trẻ trung đẹp dáng này cho đến lúc mà già nuôi chết á, đó là lúc là vài chục năm. Cái khoảng cách vài chục năm đó nó làm cho chúng ta rất là khó liên tưởng, vì nó không có gần gũi để tiếp cận được. Thì ngoài cái việc quán tử thi với tiến trình gồm có 10 giai đoạn tan rã đó, như nêu ra trong kinh Đại Niệm Xứ thuộc kinh Trung Bộ, thì Đức Phật còn dạy những phương pháp thiết thực hơn. Thứ nhất, khi tiếp xúc với người khác giới phái, chỉ đơn thuần là công việc, tức là đừng viện lý do công việc để tạo ra cái thiện cảm là tình cảm, là làm quen, là chinh phục, để biết thành tình yêu đang khi đã có vợ có chồng rồi. Thứ hai đó, dù là tiếp xúc đơn thuần là công việc thì cần phải quán tình thân lớn hơn 20 tuổi xem như cha mẹ, lớn hơn 40 tuổi xem như ông bà, nhỏ hơn 20 xem như con, nhỏ hơn 40 xem như cháu chích, lớn hơn vài tuổi xem như anh chị ruột, nhỏ hơn vài tuổi xem như em ruột. Thì khi mà cái tâm ái của mình trỗi dậy thì lúc đó nghĩ tưởng là không, dù không ở kiếp này nhưng ở một kiếp nào đó đã từng là bà con, cha mẹ, con cái, vân vân, thì tự động chúng ta mới giảm cái tâm lý là bị ái dục chi phối vào thời điểm đó, cho nên dừng lại kịp thời. Thứ ba, khi tiếp xúc thì chúng ta đừng để ý đến tướng chung, tức là đặc điểm giới tính. Giới tính nam có đặc điểm cao lớn, vai u, thịt bắp mạnh mẽ, cứng rắn, nói chung là manly ha. Còn giới tính nữ thì dịu dàng, tha thước, yểu điệu, ngọt ngào, nhỏ nhẹ, dễ thương. Đó là đặc điểm giới tính. Thì Đạo Phật gọi đó là tướng chung. Không để tướng riêng, tức là những cái đặc điểm nhỏ mà ở người A có, người B không. Ví dụ cái kiểu mắt, kiểu lỗ mũi, kiểu miệng, rồi cái làn da, mái tóc, mập ốm, cao thấp, nó từng cái chi tiết nhỏ, hoặc là chiếc răng khểnh, má nũng nịu đồng tiền, thì thường người ta nói là gì, thẩm mỹ lệ thuộc vào cái nhìn của con mắt. Mà cái nhìn con mắt đó được quyết định bởi cái biệt nghiệp nhận thức của mỗi người. Đối với người A thì cô này là xấu, đối với người B cô này là tuyệt đẹp. Ví dụ như dân tộc Thái ở Việt Nam và người Thái Lan đó, cái cổ cao gấp 2 lần người bình thường, họ đeo những cái vòng xuyến ở cổ từ nhỏ để nâng cái chiều cao cổ lên, thì cái đó được gọi là đẹp. Nhưng mà đối với dân tộc người Kinh thì xem đó là không đẹp, dài cái cổ cao nghiêu ngao giống như là hươu cao cổ. Còn đối với một cái vùng ở châu Phi đó, thì ta quan niệm phụ nữ mà bành cái môi ra, đặt cái ly lên trên môi, cái môi được, cái môi dưới thì gọi là phụ nữ đẹp, mới được bầu chọn làm hoa hậu. Và ta phải tập luyện từ hồi nhỏ.
Nhưng mà nếu như đi ra các nước khác đó, thì tôi xem đó là cái hình ảnh không đẹp, thậm chí là quá xấu nữa. Thì Đức Phật khuyên là gì? Không nên để ý và không nên bị vướng kẹt vào tướng chung và tướng riêng của người khác giới phái. Thứ tư, nhìn con người sự vật như con người sự vật đang là thôi, đừng có kéo theo nhận thức chủ quan, nhận thức cảm xúc, nhận thức thái độ, vì cái đó nó tạo ra thiện cảm đối với con người sự vật mình yêu quý mến thích, rồi tạo ra ác cảm đối với con người sự vật mình không ưa không mến không thích. Và đó là bốn yếu tố giúp cho chúng ta giữ được chính mình khi mình đã chính thức có vợ có chồng, thì không có bén mảng lần la theo đuổi dướng dính với những người khác giới phái. Và đó cũng là cách để chúng ta giữ chính mình và bảo hộ người khác. Thưa Thầy, nếu tượng Đức Phật mà khóc thì có phải Đức Phật đang xuất hiện ra mà khóc không ạ? Và tụng kinh phóng sanh từ thiện có phước báo, vậy ăn chay có phước báo hay không? Câu này sơ đẳng quá. Câu hỏi của Nguyễn Vũ chắc là chưa đi chùa. Làm gì có chuyện mà Đức Phật khóc? Khóc là phản ứng của một người bị vướng dính vào cảm xúc. Nói chung đó là người phàm. Giác ngộ quả vị A-la-hán trở lên, dầu đứng trước cảnh tượng sinh ly tử biệt cũng không khóc, có mừng rỡ cỡ nào đi nữa cũng không khóc. Cho nên nó trong mơ mà mình nhìn thấy Đức Phật xuất hiện đang khóc, đó là quan tưởng hay là rối loạn cảm xúc do nằm ngủ sai tư thế, do cái phòng quá nóng hoặc quá lạnh. Thì trước khi đi ngủ đó, chịu khó dùng đèn tia hồng ngoại rọi vào sau óc 15 đến 20 phút, không nằm gối cao gối cứng, không nằm sấp nằm nghiêng, nằm thoải mái, rồi thực tập tâm từ bi, thiền từ bi trước khi ngủ. Mỗi ngày vận động 30 phút, chịu qua rồi khép lại, không lưu luyến, không quan tâm, không để bụng để dạ, thì những người đó sẽ vượt qua các ác mộng và các thiện mộng và trở thành một người phục hồi sức khỏe rất nhanh. Ngủ ít mơ đó, thì quý vị sẽ ngủ say, mà ngủ say đó thì phục hồi sức khỏe rất là tốt. Còn tụng kinh đó thì chủ yếu là mở được trí tuệ chứ không thể tạo ra các phước khác. Phóng sanh đó thì có được cái nghiệp bảo vệ tuổi thọ và mạng sống trên nền tảng của tâm từ bi. Còn làm từ thiện thì có cái quả phúc về tài sản. Ăn chay đó thì mang lại sức khỏe, mở tâm từ bi, không gây ăn quán hận thù, chứ không thể tạo ra các phước báo khác. Nói tóm lại đó, theo Đức Phật, muốn có loại phước báo nào, chúng ta phải gieo nhân của loại phước báo đó và làm cho nó trổ quả bằng các thuận duyên hỗ trợ. Còn gieo nhân A không thể mong ra được thành quả B và ngược lại. Ví dụ, muốn có phước về tuổi thọ và sức khỏe thì phải hiến mô tạng, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường sinh thái. Muốn có phước tài sản phải có kiến thức kinh tế, thông minh cảm xúc, bố thí cúng dường chia sẻ. Muốn có cái phước được thuận duyên thì không giấu nghề, không ích kỷ, biết chia sẻ, biết giúp đỡ, biết nâng đỡ, không bị đọt, không thượng đội hạ đạp, vân vân. Tức là muốn có cái quả phúc gì phải gieo đúng chánh nhân của quả đó. Câu hỏi của Tuyết Ta: Thưa Thầy, có hai khuynh hướng định nghĩa về tam pháp ấn, vô thường, vô ngã, niết bàn, và vô thường, khổ, vô ngã. Tại sao có sự khác biệt này? Là vì các trường phái Phật giáo khác nhau đó, thì có quan điểm khác nhau đôi chút. Theo Phật giáo Thượng Tọa Bộ,
với văn hệ Pali đó, thì tam pháp ấn là vô thường, khổ và vô ngã, phải đúng theo cái trật tự đó nha. Vô thường là quy luật làm đổi thay hết mọi thứ, và cái đó nó dẫn đến cái bước thứ hai, đó là phản ứng cảm xúc khổ đau của chúng ta, do tiếc nuối, do quyến luyến, do bệnh rịnh, do trách nhiệm, do vướng kẹt, do chấp thủ. Thì để giải quyết cái nỗi khổ trước cái vô thường, như là sanh ly tử biệt, tai nạn tan tóc chết chóc, rồi đổ nợ, rồi khánh tận tài sản, rồi giáng chức, bị bắt việc, vân vân, thì lúc đó Đức Phật dạy chúng ta, cái đó không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi, tức là không đánh đồng với, không đánh đồng những cái vô thường quậy muốn đó với chúng ta, và chúng ta không bị kẹt vào những cái vô thường đó, thì lúc đó chúng ta vượt qua được cái trạng thái khổ, cảm giác khổ. Cái đó gọi là thực tập vô ngã. Thì cái quy trình là thực tập vô ngã trong tiến trình bị vô thường để không bị khổ chi phối là trách nhiệm của tất cả mỗi người, nhất là những ai biết thương chính mình. Trở lại câu hỏi, còn ba khái niệm vô thường, vô ngã và niết bàn xuất hiện trong một số kinh đại thừa với văn hệ Sanskrit, được dịch ra chữ Hán và tiếng Tây Tạng cổ. Thì ở đây đó, nếu đi theo lộ trình đó, là đứng trước sự vô thường, tức là những đổi thay ngoài ý muốn, thì người tu học Phật đó, phải thực tập vô ngã hóa, không chấp cái vô thường đó là tôi, tự ngã của tôi, sở hữu của tôi, và bằng cách này tiếp tục thực tập để đạt được niết bàn. Thì cái vế niết bàn thứ ba đó đạt được trên nền tảng chúng ta tu tập ở trình độ cao về vô ngã. Còn trong ngữ cảnh của văn học Pali đó, thì vô thường khổ vô ngã là một cái thực tập nó vừa phải. Là khi cái mô hình thực tập vô thường, vô ngã và niết bàn á, thích hợp với người xuất gia hơn là người tại gia. Vì bao nhiêu người có thể chứng đắc được niết bàn để trở thành bậc giác ngộ giải thoát, nhiều khi hàng triệu người tu mà chưa chắc có được một hai người như thế. Do đó mô hình vô thường khổ vô ngã thì người xuất gia và tại gia đều có khả năng thực tập và đạt được kết quả như nhau. Câu hỏi của Lê Ngọc Thảo Hồng. Thưa Thầy, con xin hỏi duyên âm có thật hay không? Con nghe nhiều trường hợp bị duyên âm theo nên bị trục trặc về tình duyên và do đó không thành được hôn nhân. Sau khi cắt được duyên âm thì hôn sự mới thành công. Việc này đúng hay sai? Hoàn toàn mê tín, hoàn toàn sai. Thì cái quan điểm này đang trở nên rất phổ biến ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Cái niềm tin đó đã làm cho rất nhiều chị em phụ nữ khi không thành công trong hôn nhân mà bắt đầu đó là tình yêu đó, thì tôi thường đi tìm đến một ngôi chùa, rồi một số thầy, số sư cô đó cũng phương tiện. Sau này nó thành như là cái niềm tin sai, lúc đó là phương tiện nó dẫn dắt thôi. Cái nhà chùa đó tổ chức là lễ cắt duyên âm, thì chữ âm ở đây tức là ma quỷ, ở dưới cái cõi âm tức là dưới lòng đất. Duyên âm là cái tình duyên hay là cái tình hôn nhân với cái người đã chết ở một cái kiếp nào đó, là mình mắc nợ người đó, người đó chưa được siêu, cho nên họ đi theo, họ bám víu, họ gây trở ngại làm cho cái cuộc tình nó không thành công được. Đó là đổ lỗi. Và nói một cách nào khác là vu cáo, vu khống, xuyên tạc những người đã chết,
mà vốn không có thật. Theo thống kê xã hội học, trung bình ở Hoa Kỳ sau 5 năm tính hôn đó, thì có khoảng 51% cặp ly dị. Ở châu Âu đó, thì ly dị tùy theo nước trung bình từ 35 cho đến 50% ly dị. Cái gì đã dẫn đến tình trạng ly dị? Đó là cá tính sống, lối sống, quan niệm sống, thói quen sống giữa hai người. Nếu tâm không đầu, ý không hợp, cãi vã nhiều, và ai cũng bảo thủ, cái tôi nhiều, tự ái nhiều, cao ngạo nhiều, mặc cảm tự ti nhiều, thì tất cả cái đó nó đều liệt vào cái nhóm là chấp gã. Thì hôn nhân đó lận đận, khó được hạnh phúc. Nếu không ly dị thì cũng không thể nào có được hạnh phúc. Nói một câu cả lại hai ba câu, nói một câu là phải đối đáp lại một câu, thì chắc chắn là không thể hạnh phúc được. Và do đó đây là những yếu tố dẫn đến sự thất bại trong tình yêu. Rồi khác tôn giáo, đi theo chồng vợ khác tôn giáo, rồi khác sự hiểu biết, khác về lối sống đạo đức. Một người thì rộng lượng, người thì keo kiệt, người thì thoáng, người thì cố chấp, vân vân, thì tạo ra những cái xung đột, mâu thuẫn mà nếu không biết dừng lại, nỗ lực chuyển hóa, tôn trọng lẫn nhau đó, thì từ cái tình yêu nồng nàn dẫn đến trục trặc, từ trục trặc dẫn đến ly thân, từ ly thân dẫn đến ly dị, rồi đó thậm chí đó, ly dị rồi vẫn chưa yên. Nó không chỉ đơn giản là chuyện tình đôi ta chỉ tới thôi đâu, mà đã lúc trở thành là kẻ thù của nhau, không nhìn mặt nhau đã đành, thưa nhau ra tòa, ăn thua đủ nhau, thậm chí là thuê người giết chồng giết vợ sau khi ly dị nữa. Cho nên tất cả cái đó là nhân và duyên ở kiếp này, phần lớn đó là thế, chứ chả có duyên âm nào làm được việc đó. Nếu ma là có thật thì ma không có thân thể, ma không có lời nói, ma chỉ có tồn tại bằng cái tâm, và cái tâm không thể chi phối người khác làm được. Cho nên đừng tin cái đó. Còn phim ma, chuyện ma thì ta phịa ra để thu hút, mà mục đích là gì? Giải trí và lợi nhuận. Nếu quý vị xem phim Ghost, hồn ma, thì nữ diễn viên Demi Moore đó là một người nổi tiếng từ cái phim này. Cách đây chắc cũng khoảng hơn 20 năm. Cái phim đó nó tái dựng cái một cái cảnh hai người bạn nam thân với nhau, và cái người bạn chơi điểu đó đã giết chết người bạn thân của mình để cướp vợ của bạn mình, và đóng vai đó là cái người ân nhân của cái người vợ quá phụ đó. Cho nên đến lúc mà cái anh thâm hiểm này đó đang nỗ lực để chiếm được trái tim của người vợ, thì con ma quá cố đó tức quá mới xuất hiện, làm cho cái cậu phạm nhân này đó sợ hãi đến độ là điên, và cuối cùng là bị xe tông mà chết. Tôi có xem phim này thì khá lâu rồi, không nhớ cái chi tiết, và đại khái câu chuyện đó là như vậy, tức là ma trả thù. Xem bộ phim đó thì lâm ly vi đát lắm. Cái đó không có thật, ta dựng chuyện cho nó vui, khai thác cái nỗi sợ hãi, nhất là sợ ma, để bán vé kinh doanh trong lĩnh vực điện ảnh thôi. Còn trong thực tế, ma mà chưa siêu đó thì không thể hại được con người, không phá được con người. Ma không đáng sợ mà chỉ là đáng tội nghiệp. Ma cần chúng ta giúp để được siêu thoát. Cho nên không có cái gọi là duyên ma hay duyên âm. Do đó các nỗ lực để cắt duyên âm là tào lao, tốn tiền, tốn bạc, tốn thời gian, tốn công sức không cần thiết. Mà hãy nỗ lực soi chiếu lại chính mình, rồi hạ cái tôi mình xuống, khiêm tốn, chân thành, giản dị, không cãi lộn,
không tự cao tự đào tự hại, không tự ái. Nhiều người tự ái cũng phá nát hạnh phúc, mà tự ái núp bóng của tự trọng đó sẽ trở thành là tự sát. Thì xóa được những cái điều đó thì các bạn sẽ có được cái cuộc tình tốt, là có được cái hạnh phúc bền lâu. Câu hỏi của Ngọc Trương Phạm: dịch COVID-19 đang bùng phát trên toàn cầu, xin thầy cho một nhận định về sự việc này. Những cái chết cộng nghiệp tập thể trong sự hoảng sợ như vậy có ảnh hưởng gì đến quá trình tái sinh hay không? Hôm nay là ngày 15 tháng 3 2019. Cái ca chết đầu tiên tại Trung Quốc là ngày 30 tháng 12 2019. Hôm nay là 15 tháng 13 20 ha. Thì mới có 3 tháng rưỡi thôi đã gần 100 quốc gia bị nhiễm dương tính. Mấy ngàn người đã chết. Châu Âu, cụ thể là Italy, đã gọi là mất kiểm soát, thất thủ đó. Còn các nước châu Á thì ngoài Trung Quốc, Hàn Quốc trở nên thất thủ. Vì cái cộng nghiệp này đó gieo rất nỗi sợ hãi, mà một phần là do truyền thông gây ra. Cảnh báo là cần thiết, nhưng mà cái cách khai thác truyền thông tại Việt Nam á, để câu view, mà cái câu view trên hệ thống internet á, được xem là gì? Tạo ra tiền. Thì bằng cái sự kinh doanh gây tạo nỗi sợ hãi đó, nhiều tờ báo, nhiều nhà báo đã góp phần làm cho con người hoang mang, bất an. Đó là chưa nói đến những cái dạng tin giả. Tin giả trên Facebook thì còn có thể bị phạt, mà tin giả trên YouTube thì thôi bó tay. Mà tác hại của YouTube nó còn nhiều hơn Facebook hả? Nhất là dưới dạng video. Thì trong khoảng 5 ngày trở lại đây đó, thì Facebook đã đổi chiến lược. Muốn cái lượt view xem nhiều thì phải mua quảng cáo của họ, để Facebook là hái ra tiền. Đó. Chính vì thế mà cái sự rớt lượt view các video ở trong Facebook hiện nay đó là rất thê thảm. Thì về cái cộng nghiệp của COVID-19 đó, vừa làm bị nhiễm bệnh vừa làm chết. Thực ra cái số lượng chết đó, riêng ở tại Hoa Kỳ từ cái bệnh cảm cúm đó, theo Tổng thống Donald Trump cái đây vài hôm đó, trung bình là từ 25.000 cho đến 50.000 người chết mỗi năm. Như tổng số người chết từ cái COVID-19 đó là vẫn ít hơn cái tỷ lệ này. Nhưng tại sao ta sợ? Là bởi vì nó tàn phá quá nhanh, còn hơn cả SIDA. Tức là từ cái thời gian bị nhiễm dương tính cho đến thời điểm chết đó, nếu bệnh nhân đó nằm trong cái nhóm 2% tử vong đó, thì trung bình nó là mười mấy ngày là tiêu rồi. Và hiện nay chúng ta chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc để điều trị. Và cái cộng nghiệp này nó làm cho nỗi sợ hãi gieo rắc. Hiện nay ở quận nhất, quận 10, ta đang nỗ lực cô lập một số nơi để phòng ngừa cái sự lây lan. Thì cái cách làm của chính phủ Việt Nam là rất quyết liệt. Thế thế mà từ bệnh nhân mã số 17 chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng thôi, cái số lượng người nhiễm ở Việt Nam lên đến mấy chục ca. Tức là dần dà đang tăng trưởng đến độ có thể mất kiểm soát nếu không siết chặt. Thì vậy cái cộng nghiệp đó nó là ở kiếp này. Và từ cái việc tiêu thụ
các cái động vật hoang dã chủ yếu là loài dơi và rắn độc, dẫn đến sự phát sinh ra bệnh này, và sự lây lan của nó là do chúng ta thiếu phòng ngừa, không chịu rửa tay an toàn, không chịu mang khẩu trang khi có ở chỗ đông, rồi tiếp xúc mọi người đó thì đừng nên bắt tay, ôm người rồi hôn người. Trong cái mùa dịch Covid này đó, quý vị nên nhớ đó, gặp nhau vẫy tay chào, chắp tay xá chào. Hôm nay mấy video clip hình ảnh đó, Tổng thống Donald Trump và các nguyên thủ quốc gia gặp nhau chắp tay xá chào rất là hay. Đó là văn hóa Phật giáo, không cần phải bắt tay nhau. Bắt tay nhau là văn hóa phương Tây, ôm nhau là văn hóa phương Tây, hôn nhau là văn hóa phương Tây. Và người phương Tây ta thể hiện cái văn hóa đó ở nơi công cộng là chuyện rất bình thường. Và chính vì thế khi bị nhiễm, nhất là ở các nước tư bản, mất kiểm soát. Như ở Anh á, khi mà các bạn bị dương tính COVID-19 á, các bạn có muốn nằm điều trị ở bệnh viện người ta cũng không cho nằm. Chừng nào nặng lắm người ta mới cho nằm, mà nặng lắm thì các bạn có thể bị chết rồi. Đó là cái phương pháp và cái quan niệm điều trị của Anh và một số nước phương Tây. Cho nên đó, khi mà nó bùng phát lên là nó rất là nhanh, mất kiểm soát. Và do đó để nỗ lực vượt qua cộng nghiệp này đó, thì mỗi người phải biết tôn trọng mạng sống mình, tôn trọng mạng sống người khác. Khi mình tiếp xúc với F1 đi, thì phải khai báo và tự cách ly. Và nếu cái kết quả F1 là dương tính đó, thì chúng ta phải tình nguyện đi đến những địa điểm cách ly tập trung để điều trị và không lây nhiễm cho những người khác. Còn trong mùa dịch này đi đâu các bạn cũng nên mang thêm một cái chai vệ sinh rửa tay đó. Nhất là đừng có chạm vào mấy cái dụng cụ mở cửa toilet tập thể đó, cái tay nắm đó. Những cái gì mà vị trí tập thể đó là ta nắm vào nhiều thì cái người bị bệnh nó sẽ truyền vào các cái dụng cụ đó. Và ở cái khí lạnh đó, COVID-19 này có thể tồn tại 4 tiếng. Trên các cái mặt phẳng đó, tồn tại 3 tiếng trong không khí. Cho nên nếu mình không có hiểu biết những cái đó và ý lại, các bạn vô tình bị nhiễm và nhiễm cho người thân. Thì tất cả chúng ta hãy cùng sám hối nghiệp chướng, thực tập tâm từ bi, nguyện cầu những điều an lành, và thực hiện các phương pháp phòng ngừa đúng. Đó. Rồi theo dõi truyền thông để hợp tác với chính phủ. Chứ không thể cường điệu rằng là chỉ có cầu nguyện, niệm Phật là phép màu xuất hiện. Và hiện nay có nhiều cái mạng Facebook đó, của một số tôn giáo họ ghi thế này nè: thay vì đi tìm kiếm khẩu trang, tại sao các bạn không tìm đến Chúa? Vatican là nằm ở nước Ý, mà nước Ý đang bị vỡ trận. Vatican phải đóng cửa, các nhà thờ ở Ý phải đóng cửa. Cho nên đừng có lý giải theo cái dạng cuồng tín mê tín, đó không giải quyết được vấn đề. Rồi nếu Phật tử mà cuồng tín là niệm Phật A Di Đà đi, niệm Bồ Tát Quan Tâm đi, dịch này sẽ hết còn lâu á. Niệm chỉ trấn an tâm lý thôi. Muốn an toàn thì chúng ta phải thực hiện các biện pháp của Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế Việt Nam, như thầy vừa nêu một cách vắn tắt. Đừng có lẫn lộn và nghĩ rằng là chỉ cần cầu nguyện, tụng thần chú, niệm danh hiệu Phật, lại Phật, sám hối nghiệp trước là cái nghiệp này nó sẽ hết. Không có đâu. Các nhà y khoa hàng đầu nỗ lực ngày và đêm để tìm ra vaccine và thuốc điều trị, cho đến lúc nào họ tìm ra thì dịch này mới ngừng lại. Còn về phương diện khí hậu á, thì COVID-19 khó tồn tại trong nhiệt độ 24 độ trở lên. Hiện nay thì ở các nước châu Âu vẫn còn là lạnh nè. Cho nên đến khoảng tháng 6, tháng 7 á, thì dịch này nó mới tạm lắng dịu được. Đến tháng 8 nó có thể mới kết thúc. Thì từ đây cho đến tháng 8 là còn 5 tháng nữa, có thể hàng triệu các doanh nghiệp phá sản.
như một cái cộng nghiệp chung từ cái biến cố của COVID-19 ở Trung Quốc lây lan trên toàn cầu. Từ cái biến cố nhiễm bệnh đó, nó làm cho tàn phá kinh tế thông qua ngành du lịch, ngành khách sạn, ngành ăn uống, rồi cái ngành giải trí vui chơi và nhiều cái phương diện khác. Ngay cả cái ngành ngân hàng cũng te tua luôn, vì mọi cái mậu dịch nó bị đình chỉ, đâu có bao nhiêu người có nhu cầu đi lấy tiền, vay tiền để đầu tư. Tất cả nó tác động toàn cầu về mọi phương diện. Tổn thất kinh tế cho Việt Nam đó, tôi đoán là không dưới 100 tỷ Mỹ Kim. Và có thể nó còn lên thêm nhiều nữa trong những ngày tới. Còn ở khắp thế giới này, con số nó còn khủng khiếp nữa. Câu hỏi của Phan Trần: khi một sự việc không như ý xảy ra với mình nên quán là do nhân duyên mình gây ra hay là do vô thường xảy đến? Các bạn nên quán cả hai và bổ sung thêm một số quán chiếu khác. Dựa vào bài kinh 16 Pháp Quán Niệm Hơi Thở đó, trong kinh Trung Bộ đó, thì khi một việc không như ý xảy ra, các bạn nên thực tập làm chủ hơi thở dài ngắn ra và vào. Tôi nhận thức vô thường, tôi vẫn thừa nhận nó vô thường, cho nên chết chóc, ly biệt, mất mát, tổn thất, nó là chuyện thường, nó không quan trọng đó. Làm chủ hơi thở ra vào, tôi nhận thức buông bỏ, hay là thực hành buông bỏ, tức là mình không có tiếc nuối nữa, kết thúc đó. Đừng để tâm bị trói buộc vào những thứ đó. Theo dõi hơi thở dài và ngắn ra và vào, tôi thực tập giải thoát tâm, tức là tháo mở tâm khỏi các trói buộc của tham lam, giận dữ, si mê và cố chấp. Làm chủ hơi thở ra vào, tôi nhận thấy mọi thứ đều do là nhân và các duyên. Nhân thì có nhân thiện, nhân ác, nhân tích cực, nhân tiêu cực. Duyên thì cũng có duyên tích cực, duyên tiêu cực, duyên thuận, duyên nghịch. Nó là cái quy trình tự nhiên của nhân quả, chứ không có do số phận, không có đổ lỗi cho quá khứ, vân vân. Mà hãy phân tích các nguyên nhân hiện tại, nỗ lực khắc phục và vượt qua. Câu hỏi của Trịnh Thường: thưa Thầy, lòng từ bi và tình cảm có khác nhau không? Làm thế nào để có được tâm từ? Tình cảm đó, thì có hai hướng: tình cảm tiêu cực và tích cực, tình cảm tốt và xấu. Ví dụ như những cái tâm lý vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn, vân vân, gọi chung đó là những cung bậc tình cảm. Nó giống như là sóng tác động trên bề mặt của nước, gồm nước sông và nước biển. Và sống với cái tình cảm như vậy thì con người không thể được hạnh phúc. Và do đó, việc thực tập tu thiền được Đức Phật dạy, có thể là thiền minh sát đó, thì một trong bốn nội dung tu quan trọng nhất đó là quán chiếu và làm chủ cảm xúc, không chạy theo cảm xúc, không lệ thuộc vào cảm xúc, không khổ vì cảm xúc. Từ tiếng Bali gọi là Karuna, năng lượng mang lại niềm an vui. Bi đó, xin lỗi, từ là Metta, năng lượng mang lại an vui. Và bi là Karuna, sự cảm thông sâu sắc trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Và hai yếu tố này phối hợp lại đó, nó giúp cho chúng ta trở thành một người hữu ích cho đời, cho người.
chúng ta không có thương một người khác trên đầu môi trót lưỡi. Thương, quý, mến, kính ai đó, chúng ta phải nỗ lực bằng các hành động cụ thể để giúp cho họ khép lại nỗi đau, mở ra an vui hạnh phúc bây giờ và tại đây. Cho nên để có được tâm từ đó, thì chúng ta cố gắng thực tập không giết người, bảo vệ hòa bình, rồi xem nỗi khổ niềm đau của người khác cũng chính là một phần của mình, để vượt qua thái độ vô cảm, thờ ơ, ích kỷ, đèn nhai đế tỏ, hay là chủ nghĩa Mekano. Rồi nỗ lực thực tập chia sẻ tâm từ bi trước nhất với người thân thương, bao gồm cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, con cái, bạn bè, người giúp đỡ, sau đó là người dân, kế đến là làng xóm, và cuối cùng là những kẻ thù. Và sau đó mở rộng thêm các loài động vật và gia súc, rồi các loài thảo mộc và mọi thứ trên đời. Thì đó là những cái thực tập căn bản để đạt được tâm từ bi. Câu hỏi của Hoàng Nam Nguyễn. Vài lần con có cảm giác rất lạ lùng trước bản thân, trước không gian xung quanh, phòng mình. Trong đầu con tự hỏi tại sao tôi là tôi mà không phải là người khác. Không biết đây là hiện tượng gì. Đó là rối loạn cảm xúc, rối loạn tưởng thôi. Cũng có thể là do các bạn đọc quá nhiều các cái sách triết học như là kiểu của Krishnamurti hay Osho, hay là triết học hiện sinh ở phương Tây. Nó làm cho chúng ta gần như là bị tốn quá nhiều năng lượng cho cái sự tưởng tượng, đặt những câu hỏi vừa mang tới cách hoài nghi về bản thân, mang rất hoài nghi về những cái thực tại đang diễn ra xung quanh. Cách để vượt qua nhận thức rối loạn cảm xúc đó gồm có như sau. Thứ nhất, dùng đèn tia hồng ngoại rọi vào sau óc mỗi ngày 3 lần, có 1 lần trước khi đi ngủ. Thời gian rọi trung bình 15 phút. Nhờ đó cái máu lưu thông trên não, thần kinh được thư giãn và giúp cho các bạn bớt đi cái cơ chế tưởng. Thứ hai đấy, dùng 2 lòng bàn tay đan xen nhau đưa ra sau óc, hay ngã đầu xuống chút xíu và ma sát thật mạnh, thật nhanh, mỗi ngày 10 lần, mỗi lần 1 phút đến 2 phút. Cái tác dụng của nó cũng tương tự, chống giảm đau, chống các cái bệnh viêm khớp, đa khớp, xương khớp. Thứ ba đó, thực tập và như lý tác ý, tức là nhận thức về con người và sự vật như con người và sự vật đang là, tức là khép cái ký ức quá khứ lại, khép cái lo lắng tương lai lại, khép cái vọng niệm ở hiện tại lại, trải nghiệm cái như thật, nghĩa là không có tưởng nữa. Và đừng có đặt câu hỏi trong đầu, đừng có tự nói nhẩm trong đầu, tôi là ai, tôi là cái gì, các câu hỏi đó vô ích, không bao giờ giải quyết được. Mà hãy hòa nhập với cái cuộc sống thực tiễn, đơn giản quá mọi thứ, cảm nhận được đi, đứng, nằm, ngồi, nói, đến, động, tỉnh, thức và ngủ, để tâm mình được bình an, chứ đừng nên bị bấn loạn. Và những sự thực tập như thế đó sẽ giúp cho các bạn vượt qua các loại tưởng. Và đồng thời các bạn nên thực tập phương pháp thay thế. Lúc nào các bạn suy nghĩ nhiều, đặt câu hỏi về mình nhiều, các bạn hãy để cho tâm mình bận rộn vào các cái hoạt động tay chân, những loại giải trí tích cực như thể thao, võ thuật, rồi tìm niềm vui trong những thứ đó, thì ý thức của các bạn sẽ không bị vướng kẹt vào cái cơ chế tưởng này nữa. Bằng cách đó các bạn sẽ vượt qua. Câu hỏi của Hà Lê Khắc. Con kinh doanh dịch vụ cầm đồ, nhiều lúc cầm đồ gian mà mình không biết, và cầm lãi suất cao hơn nhà nước gấp 2,3 lần. Vậy có tạo nghiệp nặng hay không? Chắc chắn là có.
Về bản chất đó, thì những người cầm đồ đó không có tiền thế chấp, không thể chứng minh cái thu nhập của mình. Theo đó, để các ngân hàng xem xét cho phép vay, nghĩa là họ nghèo, khốn đốn, khó khăn và túng quẫn. Như vậy khi mà dịch vụ cầm đồ mặc dù nhà nước cho phép đi, thì chúng ta là dựa vào cái bế tắc đó, cái trở ngại đó, cái khủng hoảng đó, chúng ta nâng cái giá vay cao hơn 2-3 lần so với giá vay của ngân hàng. Thì trong cái cơn túng quẫn quá, người ta phải làm liều thôi, vì không có lựa chọn khác. Và phần lớn những người vay như thế mất khả năng chi trả, tức là thanh khoản và thanh toán không xong. Nếu là người đàng hoàng đó, thì chủ cho cầm đó, sẽ siết nợ một cách hiền. Còn bằng không đó, thì nó có những cái dịch vụ siết nợ rất là ác độc, như là hù dọa, giết người, quăng mắm tôm, pha trộn với là sơn lên vách tường, vách nhà, làm cho cha mẹ người thân hay là vợ chồng của người mà vay nợ đó khủng hoảng tinh thần, khủng bố tinh thần, đành phải cầm cố bán cái này bán cái kia để có tiền thanh khoản và thanh toán cho cái dịch vụ vay đó. Chỉ sau vài ba tháng, 1-2 năm thôi, thì từ một cái số tiền nhỏ nó đẻ ra thành một cái con số tiền lớn và mất khả năng chi trả. Các bạn tự đặt mình vào cái tình trạng của một người đi vay đi, khổ biết nhiều nào. Cho nên có những nghề nghiệp luật pháp cho phép, nhưng từ góc độ đạo đức Phật giáo chúng ta cũng không nên làm. Dịch vụ cộng đồ ở phần lớn các quốc gia là hợp pháp, nhưng cái đó nó mang lại những cái tổn thất kinh tế cho người vay, khổ đau ghê lắm. Đôi lúc phải trốn nợ, bỏ nhà mà đi, người thân còn lại bị siết nợ, bị hăm dọa và thậm chí là bị những hành xử tiêu cực. Cho nên thầy khuyên, nếu các bạn là Phật tử và đang sống với cái nghề này đó, thì nên đổi cái nghề khác. Nhân nào quả đó, chúng ta tìm cái lợi nhuận dầu hợp pháp từ cái khó khăn túng quẫn bế tắc không có lựa chọn của người khác, thì về sau này khi lâm vào những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta cũng bị cái nhân quả lại, cái hậu quả tương tự như thế, thậm chí có thể là nặng hơn. Như vậy là của thiên hoàng trả địa, rõ ràng đó, nó cũng không được lợi ích gì. Cho nên hãy cân nhắc và cố gắng nỗ lực để vượt qua. Kính thưa các quý Phật tử, cũng đã gần 90 phút rồi. Thì hôm nay chúng ta tạm ngưng tại đây. Thì các câu hỏi của các bạn rất là phong phú. Hy vọng là các bạn học được, rút ra được một số bài học từ cái sự chia sẻ này. Thì tôi cố gắng trích dẫn lời Phật dạy, hoặc là chia sẻ lời Phật dạy, hay là ứng dụng lời Phật dạy trong những tình huống, để có thể giúp cho các bạn có thêm cái nội dung tham khảo, và thông qua đó có thể giúp cho các bạn là được lợi ích hơn, tinh tấn hơn, tu tập tốt hơn và có kết quả an vui hạnh phúc nhiều hơn. Chúc các bạn an vui hạnh phúc và có giấc ngủ an lành.